Kính chào bà con và các bạn đã đến với chương trình 365 ngày chuyển động, những ngày đầu tuần của Đài Phát Thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, để mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm o của địa phương, nhiều giải pháp xúc tiến quảng bá đã được tỉnh Lâm Đồng triển khai. Nội dung chi tiết sẽ được 365 ngày chuyển động chuyển đến bà con trong phần cuối của chương trình. Trước hết Xuân Long và Hải Yến, mời bà con cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp đáng quan tâm khác vừa được chúng tôi cập nhật trong salad thủy canh và pháp canh tá tiên tiến mang lại thu nhập cao cho nông dân Đà Lạt tiếp sức cho những cách làm hiệu quả ngành nông nghiệp huyện Di Linh đã triển khai hỗ trợ nông dân hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao tin nông nghiệp trong nước vừa cam sứ thanh đang vào mùa thu hoạch tết trong khi đó tại tỉnh Quảng trị nhiều làng nghề làm mức cuối năm lại đỏ lửa vừa giúp người dân có việc làm, vừa tiêu thụ một lượng lớn nông sản địa phương. Thưa bà con nông dân, trồng rau thủy canh là phương pháp canh tác không sử dụng đất, tiết kiệm không gian, ít tốn công chăm sóc, tiết kiệm được nước, ít sâu bệnh hại và năng suất tăng gấp 2 lần so với phương pháp canh tác truyền thống. Chính những ưu điểm đó mà một nhà nông ở phường 8 thành phố Đà Lạt, ông Tô Quang Dũng đã thành lập công ty và dành hàng tỷ đồng đầu tư trang trại trồng rau thủy canh. Ông Dũng chính thức đầu tư trồng rau thủy canh từ năm 2015 với diện tích sản xuất ban đầu là 5.000 m2, được canh tác bằng hệ thống tự động. Rau thủy canh không cần phải chăm sóc nhiều, chất dinh dưỡng được pha theo công thức có sẵn nên nông dân chỉ việc đưa cây trồng vào rồi chờ khoảng 30 ngày là thu hoạch. Như vậy, bình quân mỗi năm nông dân có thể trồng từ 11 đến 12 vụ rau ăn lá các loại, tăng từ 3 đến 5 vụ so với trồng địa canh. Sau khoảng 7 năm theo nghệ trồng rau thủy canh, đến nay, diện tích canh tác của gia đình ông Dũng hiện đã tăng lên 17.000 m2 với hàng chục loại xà lách được sản xuất theo phương pháp thủy canh hồi lưu. Qua đầu tư nâng cấp hệ thống dây chuyền, thiết bị sản xuất, phối trộn giá thể đã tăng năng suất thu hoạch từ 20 đến 30%. Chất lượng nông sản đảm bảo chính là cơ sở để các đối tác trong và ngoài nước liên kết tiêu thụ hàng trăm ký rau thủy canh đã qua sơ chế mỗi ngày. Hiện sản phẩm rau thủy canh của ông Dũng đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao. Cùng với sự mạnh dạng đổi mới trong tư duy đầu tư của bà con nông dân, ngành nông nghiệp địa phương cũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ hướng về cơ sở. Cụ thể là tại huyện Di Linh, với lợi thế của một vùng đất có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển đa dạng các loại cây trồng vật nuôi, Trung tâm Nông nghiệp huyện đã đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng nhiều mô hình sản xuất mẫu để nông dân tham khảo, nhân rộng. Hàng năm bên cạnh việc tổ chức từ 30 đến 50 lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ để chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hàng ngàn lượt nông dân huyện Gia Linh còn triển khai và nhân rộng nhiều mô hình trình diễn, qua đó tác động tích cực vào sản xuất và đời sống của nông dân địa phương, với hơn 1.000 mô hình về lúa, bắp, cây cà phê, cây ăn trái, hỗ trợ tái canh ghép cải tạo và chuyển đổi 136 hectare dâu tầm và hơn 2.100 hectare cà phê già cỗi cho năng suất chất lượng thấp, hỗ trợ trên 100.000 cây ăn quả, bơ, sầu riêng, mắc ca, mít, chuối cho bà con nông dân trong huyện. Những mô hình sản xuất nói trên đã giúp nhiều hộ nông dân ở địa phương có thu nhập bình quân ổn định, có phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả và khoa học. Song song với việc cổ vũ khuyến khích những mô hình sản xuất hiệu quả, những cách làm hay, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã tăng cường cho lĩnh vực sơ chế và chế biến nông sản. Do vậy mà giá trị của nhiều mặt hàng nông sản ở các địa phương trong tỉnh đã được cải thiện so với trước. Sơ chế chế biến nông sản đúng quy trình cũng góp phần giúp nông dân và doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ. Trong năm 2022 vừa qua, chế biến nông sản tiếp tục được ngành nông nghiệp lâm đồng quan tâm đầu tư phát triển cả về quy mô lẫn trình độ ứng dụng công nghệ. Đặc biệt với việc hình thành các mô hình trung tâm sau thu hoạch hoạt động có hiệu quả đã giúp thay đổi nhận thức của người dân và tiểu thương trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm cung ứng cho thị trường, từ đó giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch khoảng 8 đến 10%. Cụ thể, đối với các loại rau hoa củ quả toàn tỉnh có 123 doanh nghiệp chế biến, mỗi năm đưa vào chế biến được trên 44.220 tấn thành phẩm, tương đương hơn 550.500 tấn nguyên liệu. Cùng với đó, 933 cơ sở đã thu gom, sơ chế rau quả trên 1,5 triệu tấn rau các loại. Nhờ áp dụng các giải pháp sơ chế chế biến mà các loại rau củ quả của Lâm Đồng được thị trường đánh giá cao, giúp nông dân trồng rau có thu nhập từ vài trăm đến hàng tỷ đồng một hecta một năm. Thưa bà con, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023. Đây là thời điểm mà thị trường nông sản, nhất là thị trường hoa Tết, hết sức sôi động. Để đáp ứng nhu cầu đó, những ngày này, bà con nông dân làng hoa Hà Đông, phường 8 Đà Lạt đang tất bật với công việc đồng án nhằm đáp ứng những đơn hàng đã được ký kết từ nhiều tuần qua. Cùng với một số làng hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt, trong những ngày này, nông dân làng hoa Hà Đông ở phường 8 thành phố Đà Lạt đang tập trung chăm sóc hoa cúc vụ Tết. Hiện trong số gần 45.000 hecta hoa, thì nông dân Hà Đông dành 4 hecta phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Phần lớn diện tích hoa cúc ở Đà Lạt nói chung, làng hoa Hà Đông nói riêng, được trồng trong nhà kính. Nên nông dân thuận lợi trong việc áp dụng các giải pháp, kỹ thuật để hoa thu hoạch đúng thời điểm mong muốn. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, 2,4 triệu cành hoa cúc ở làng hoa Hà Đông sẽ được thu hoạch để cung ứng cho bạn hàng trong cả nước. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều nên các làng hoa ở khu vực miền Trung bị ảnh hưởng, hoa cúc sinh trưởng và phát triển không đảm bảo. Vì thế, theo nhận định của nhiều nhà vườn, giá hoa cúc năm nay có thể khả quan. Được biết tuần qua, hoa cúc chùm và cúc đơn được thương lái thu mua với giá lần lượt là 11.000 đồng và 30.000 đồng một bó, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Điều đó đã khuyến khích nông dân đầu tư chăm sóc vụ hoa Tết năm nay. Không chỉ có nông dân làng hoa Hà Đông ở phường 8 Đà Lạt, thời điểm này thì vừa cam xứ thanh cũng tất bật vào vụ thu hoạch. Vâng, với diện tích trồng cam lên tới 240 hecta, huyện miền núi Như Xuân được xem như vựa cam ngọt nhất ở xứ Thanh. Những trái cam đường canh vàng ống nặng triệu cành đang dự báo một vụ mùa bội thu cho người dân Tết này. Thực hiện phương thức canh tác nông nghiệp bền vững, sản phẩm cam đường canh của nhà vườn Hoàng Thanh Garden, làng thanh niên, sông Tràng, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trong 5 năm trở lại đây, sản phẩm cam đường canh của nhà vườn luôn đạt tiêu chuẩn về nông sản sạch, có mặt ở các chuyến bay của Vietnam Airlines, các siêu thị lớn, hệ thống các cửa hàng thực phẩm sạch của Thanh Hóa và Hà Nội. Để phát triển thương hiệu cam, Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân đã hỗ trợ bảo hộ chỉ dẫn địa lý cam đường canh Như Xuân. Nhờ đó, sản phẩm cam đường canh Như Xuân đã dần khẳng định được vị thế trên thị trường, giá trị kinh tế ngày càng được nâng lên, tạo động lực cho người dân phát triển sản xuất. Năm 2023, huyện sẽ mở rộng quy mô trồng theo từng vùng và dần dần nâng tầm giá trị của cây cam đường canh lên ô cốp 4 sao. Những năm gần đây, nhiều địa phương ở Thanh Hóa đã mạnh dạn tập trung chuyển đổi đất lúa và cây trồng kém hiệu quả sang trồng cam, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân địa phương. Cũng trong không khí rộn ràng chuẩn bị Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, tại quản Trị có một làng nghề cứ vào dịp cuối năm, bếp lửa nhà nhà lại đỏ rực, nhộn nhịp sản xuất những mẻ mất gần nồng cây. Không chỉ tạo công an việc làm cho người dân địa phương, làng nghề này còn góp phần tiêu thụ một lượng lớn nông sản địa phương. Nổi tiếng từ xa xưa, làng mất gần Mỹ Chánh xã Hải Chánh huyện Hải Lăng không chỉ là một món ăn đặc trưng mà còn mang cả nét văn hóa dân tộc của cha ông về truyền thống hiếu khách được gói gọn trong từng lát mứt gừng nồng cây thơm ngào ngạt mùi thơm ngát của mứt gừng lẫn vào mùi củ khói bếp lan tỏa ra khắp làng như xua tan cái lạnh của những ngày đông giá buốt báo hiệu một mùa xuân mới sắp về cũng như mọi năm đầu tháng 11 âm lịch cả làng bị chánh là bắt đầu đỏ lửa làm mứt theo Ủy ban Nhân dân xã Hải Chánh, hiện nay cả thôn bị Chánh có trên 20 hộ dân sản xuất mất gần lâu năm. Với sản lượng ước đạt từ 60 đến 70 tấn mất được bán ra khắp các thị trường trong và ngoài nước, cung cấp chỉ riêng trong dịp Tết nguyên đáng. Đối với người quản trị, tinh hoa nghệ xưa mang nét hồn cốt văn hóa Việt, được lưu truyền và giữ gìn cho đến ngày nay. Là nghề truyền thống trứ danh này đã giúp người dân nâng cao thu nhập, có phần xây dựng nông thôn mới bền vững. Thưa bà con nông dân, Lâm Động phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có gần 170 sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp từ 3 đến 5 sao. Trong đó thì có ít nhất 60% các sản phẩm được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, hỗ trợ từ 50 đến 80 tổ chức cá nhân, đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp và hỗ trợ bảo hộ giống cây trồng. Để đạt được những mục tiêu quan trọng đó, nhiều giải dạ pháp đã và đang được tập trung triển khai, thực hiện. Theo đó, công tác vận động tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về xây dựng nông thôn mới nói chung chương trình mỗi xã một sản phẩm nói riêng. Song song đó khuyến khích đổi mới tư duy làm nông, thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ, thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước, thực hiện những giải pháp nói trên nhằm đưa sở hữu trí tuệ trở thành yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Sản phẩm ô cốp thì nó hỗ trợ cho mình là cái đầu rau đền hơn và hướng cho mình cái động lực để mình nâng cao cái sản phẩm mình lên. Ra nó tốt hơn nữa. cái thương hiệu của cóp là rất được hỗ trợ từ địa phương tới Trung ương là về các cái từ xây dựng cái thương hiệu cho tới sản xuất cho tới quảng bá để mà giao giao thương giữa tất cả các vùng miền để giúp các chủ thể ô cốp tăng cường quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng hệ thống các điểm, gian hàng, giới thiệu và bán sản phẩm gắn với vùng du lịch của tỉnh Lâm Đồng. Hiện toàn tỉnh đã triển khai được 5 điểm, gian hàng, bán sản phẩm ô cốp tại các huyện Đà Oai, Di Linh và thành phố Đà Lạt. Ngoài việc mua bán các sản phẩm tại các điểm nói trên, các chủ thể ô cốp còn nắm bắt tình hình, nhu cầu thị trường, lắng nghe ý kiến đóng góp trực tiếp của người tiêu dùng, từ đó có kế hoạch và giải pháp đầu tư sản xuất và chế biến phù hợp hơn. Sản phẩm ô cốp trong cái giai đoạn mới đó thì chú trọng đến cái vấn đề là một số cái làng nghề, một số làng nghề, 30% các làng nghề phải có sản phẩm ô cốp. Cái thứ hai nữa đó là chú ý là sản phẩm ô cốp gắn với cái kinh tế tuần hoàn, gắn với cái ổn định vùng nhiên liệu và cố gắng là làm sao là có 30 hợp tác xã trên địa bàn là có sản phẩm ô cốp và 50 là các doanh nghiệp là gắn với sản phẩm ô cốp là chú trọng thêm nữa là cái vấn đề là các sản phẩm ô cốp mà gắn với là, là, du lịch cộng đồng tỉnh Lâm Đồng có 215 sản phẩm ô cốp trong đó nhiều sản phẩm đặc thù thế mạnh như mắc ca trà ô long rau hoa Đà Lạt hồng sấy gió theo công nghệ Nhật Bản atiso cà phê catimo, cà phê Arabica nếp quýt lúa gạo chuối là bà, vân vân không ngừng được vươn xa trên thị trường thành quả chung đó có sự tiếp sức từ chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đang tiếp tục được triển khai tại các địa phương trong tỉnh. Bộ sao có vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng hôm nay tại đây. Bà con và các bạn quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động LTV, A gmail com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829 930. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.